chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Thì trong triển lãm về công nghệ và máy tính lớn nhất thế giới trong năm nay là năm 2021 thì Acer ROG đã công bố một loạt các laptop gaming với cấu hình siêu khủng. Và tất cả các sản phẩm laptop gaming này thì đều được Acer nâng cấp và trang bị cho bộ vi xử lý là AMD Ryzen 5000 Series kết hợp với cả NVIDIA RTX 30 Series. Thì ROG Strix G17 là một trong số đó. Và hãy xem cấu hình và thiết kế của năm nay có gì đặc biệt, hãy cùng mình vào video nhé. Có một điểm mà mình muốn nói luôn ngay đầu video thì đây cũng là một đặc trưng của dòng ROG Strix. Cho dù là ở bất kỳ phiên bản hay kích thước nào thì ROG Strix đều không được trang bị webcam. Thì không biết đây là trong tương lai sẽ có sự thay đổi nào đó không, nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì mình khá là chắc rằng ROG Strix chỉ đang tập trung vào trải nghiệm gaming của người dùng mà thôi. Thì dễ thấy nhất ở đây mà các bạn có thể thấy được luôn đó chính là màn hình có kích thước cực lớn, gần như là lớn nhất trong các dòng laptop gaming. Kích thước ở đây thì là kích thước 17,3 inch, tỷ lệ màn hình so với thân máy là 85%, ba cạnh viền siêu mỏng, độ phân giải ở đây thì sẽ là 2560x1440, tần số quét sẽ là 165Hz, tốc độ phản hồi 30ms, độ sáng cao lên đến 300 nit. Đối với các thông số này thì mọi nhu cầu gaming trên chiếc màn hình này đều có thể đáp ứng được. Mà đây thì còn là màn hình laptop có độ phân giải cao nữa, thế nên là khi các bạn ngồi nhìn sát vào màn hình thì cũng sẽ không thấy hiện tượng là bị rỗ. Ngoài ra thì Acer còn hỗ trợ là Adaptive Sync sẽ giúp đồng bộ hỗ trợ tần số quét màn hình với cả FPS trong game, sẽ làm giảm hiện tượng giật hình này, xé hình này, sẽ giúp mọi chuyển động trong game đều vô cùng mượt mà. Một chiếc màn hình đẹp thì chắc chắn là chất lượng hiển thị cũng sẽ tốt. Khi mà đo đạc thì chúng ta sẽ đạt được là 100% sRGB, 100% DCI-P3, 78% Adobe RGB, thì có thể phục vụ được các nhu cầu về làm đồ họa, thiết kế, chỉnh sửa ảnh hay là edit video. Và để đáp ứng được màn hình có chất lượng tốt như thế này thì cấu hình cũng phải tương đương. Từ đầu năm đến giờ thì AMD chưa hạ nhiệt lúc nào, và ở đây thì chúng ta sẽ được sở hữu là AMD Ryzen 7 5800H 8x16 luồng với xung nhịp lên đến là 4,4GHz sẽ giúp ROG Strix G17 có thể chiến được bất kỳ tựa game nào. RAM sẽ là RAM 16GB DDR4, thì các bạn có thể thực hiện một lúc nhiều các tác vụ như là vừa chơi game, vừa livestream hay là kể cả render video luôn. Ổ cứng ở đây thì sẽ là 512GB DDR2 NVIDIA 3.0X. Ngoài ra thì khe cắm M2 thứ hai thì cũng sẽ cung cấp thêm cho khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ của mình. Và không chỉ dừng lại ở đó thì Acer còn nâng cấp thêm sức mạnh cho ROG Strix G17 từ RTX 2060 lên RTX 3060, cùng với sự tối ưu từ phần cứng lẫn phần mềm sẽ giúp cho game thủ trải nghiệm được toàn bộ sức mạnh từ phần cứng đem lại. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem qua một vài tựa game nhé. Khả năng tản nhiệt thì cũng được Acer áp dụng công nghệ mới vào việc làm mát cho ROG G17 với hợp chất nhiệt kim loại lỏng được sơn phủ lên bề mặt của CPU bằng quy trình độc quyền, sẽ giúp việc tản nhiệt do chip tạo ra hiệu quả hơn nhiều so với keo tản nhiệt thông thường. Ngoài ra thì chiếc laptop này còn được trang bị quạt với tên gọi là ArcFlow 84 cánh. Mỗi cánh thì có thiết kế mới này sẽ giúp đẩy được nhiều không khí hơn, không làm tích tụ bụi bẩn ở trong khung máy. Về thiết kế thì sẽ được thừa hưởng đặc trưng và được nâng cấp từ dòng là Acer ROG Strix K17, thế nên là không có nhiều khác biệt lắm. Tuy nhiên thì vì kích thước của phiên bản năm 2021 này đã giảm 5% so với đàn anh, thế nên là trông gọn gàng hơn khá là nhiều và rất là dễ dàng trong việc di chuyển.
Tuy nhiên vẫn là khá nặng vì màn hình lớn, thế nên là cân nặng của ROG Strix G17 này là 2,8 kg, độ dày thì sẽ là 26 mm. Mặt trước này thì sẽ được làm từ kim loại này, phần để tay ở bên trong này thì sẽ được làm bằng chất liệu giả carbon cho cảm giác rất là dễ chịu khi các bạn phải tì tay quá lâu ở một chỗ. Phần bản lề và khung máy thì được cố định hoàn toàn bằng kim loại, thế nên là tổng thể chất lượng máy chắc chắn, không có hiện tượng flex hay là rung lắc ở phía màn hình này một chút nào cả. Về bản lề thì các bạn hoàn toàn có thể mở được bằng một tay. Một điểm cộng xứng đáng cho thiết kế vì mình rất là thích LED RGB chính là Asus đã trang bị giải LED RGB liền rất là đẹp và không bị sáng quá. Bàn phím thì cũng được trang bị cả LED RGB luôn. Các phím như là WASD thì sẽ được làm trong suốt này, tách biệt và cực kỳ dễ nhận biết. Strix G17 thì đang có hai phiên bản, một là LED RGB 4 vùng, hai là PK. Thì phiên bản mình đang có ở đây thì là LED RGB PK, tức là các bạn có thể thay đổi màu bàn phím LED này. Thì theo như hãng quảng cáo thì với độ bền là 20 triệu lần bấm thì hành trình phím sâu, cảm giác gõ phím rất là tốt so với những mẫu bàn phím laptop khác, thế nên là mẫu bàn phím này sẽ cực kỳ bền bỉ. Phần touchpad thì sẽ được Acer thiết kế lớn hơn so với các thế hệ trước là 85%. Mặt kính thì sẽ được phủ một lớp sơn lì giúp tăng thêm cảm giác mềm mại khi các bạn di này, và có thể thay thế được tuyệt vời với các tác vụ cơ bản văn phòng. Còn khi các bạn chơi game thì dĩ nhiên là chắc chắn vẫn phải cần tuyệt vời. Về hệ thống phần mềm thì Acer cũng trang bị một loạt các hệ thống phần mềm như là Armory Crate này sẽ giúp hỗ trợ tùy chỉnh hiệu năng của máy theo ý thích, cũng như là tích hợp cả Aura Sync để cho các bạn điều chỉnh cả LED RGB xung quanh máy. Thì cuối cùng sẽ là cổng kết nối được đặt hầu hết ở mặt sau và bên trái của máy, sẽ bao gồm một cổng USB Type-C hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort, 3 cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một jack audio combo, một cổng nguồn và một cổng mạng LAN RJ45. Ngoài ra thì sẽ còn kết nối không dây là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.1, hệ thống âm thanh vòm là Dolby Atmos và các công nghệ audio như là Smart Art này, khử ồn chủ động AI 2 chiều cho chất lượng đàm thoại được tốt hơn. Pin cũng là một điểm cải thiện so với phiên bản tiền nhiệm trước, nếu như mà các bạn sử dụng với các tác vụ văn phòng thì theo mình nghĩ sẽ hoàn toàn ổn. Tổng kết lại thì với một thiết kế đẹp, cấu hình mạnh có thể chơi được mọi tựa game, làm các tác vụ đồ họa nặng, thì ngoài việc là ROG Strix G17 có cân nặng hơi nặng một chút ra, thì với mức giá là hơn 41 triệu đồng, mình hầu như không có gì để chế cả. Ý kiến của mọi người như thế nào thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và đường link của sản phẩm cũng như là tất cả các chương trình khuyến mại mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả để cho mọi người có thể click vào. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.